quý vị đang đến với chương trình Chuyện Sức Khỏe được phát sóng vào thứ bảy hàng tuần trên kênh Sun TV. Kính thưa quý vị, trong những ngày cuối năm, đặc biệt là cận Tết thì thời tiết trở lạnh khiến nhiều người bị mắc bệnh cảm lạnh, cảm cúm. Đặc biệt là những gia đình có con nhỏ cũng như là những người có sức đề kháng yếu. Vậy làm sao để đảm bảo cho virus không tấn công để gây cảm sốt mùa lạnh cũng như là có một sức khỏe tốt để đón Tết? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Một buổi sáng khi thức dậy, bạn hắt hơi, ho, sổ mũi hoặc đau nhức, sốt, bậy oải, không muốn cử động. Làm sao bạn biết mình bị cảm lạnh hay cúm? Cúm là nhiễm virus cúm với mỗi năm mỗi virus khác nhau. Còn cảm là bệnh lý do virus thông thường gây ra hoặc do thay đổi thời tiết. Theo đó, cảm lạnh là một chứng bệnh nhẹ hơn cúm. Mặc dù các triệu chứng cảm lạnh có thể khiến người bệnh không khỏe lắm trong vài ngày, nhưng người bệnh cúm có thể ốm kéo dài vài ngày tới vài tuần. Người lớn bị cảm lạnh thường ít sốt cao nhưng có thể bị sốt nhẹ. Trẻ em có nhiều khả năng bị sốt khi mắc cảm lạnh. Vài ngày đầu, người bệnh chảy nước mũi trong, sau đó nước mũi trở nên đặc và thẫm màu. Phần lớn các trường hợp cảm lạnh không kéo dài ngày, triệu chứng nhẹ, ít sốt cao và có khả năng lây ít hơn so với bệnh cúm, thường không gây đau nhức mình mẩy, cảm ít khi gây ra biến chứng và sẽ tự hết. Đặc biệt vào mùa lạnh, cơ thể người hợp với virus cúm nhiều hơn vì lúc đó sức đề kháng suy giảm. Triệu chứng cúm xuất hiện đột ngột và rất trầm rộ như sốt cao 39-40 độ C, đau nhức mình mẩy, đau hốc mắt, sổ mũi, hắt xì với tần suất nhiều, thậm chí cả nôn mửa và tiêu chảy. Cúm cũng có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi hay hiếm gặp hơn là viêm cơ tim và cần phải nhập viện. Bệnh cúm ảnh hưởng nhiều đến năng suất lao động, các triệu chứng của bệnh càng diễn tiến càng làm cho người bệnh mệt mỏi, toàn thân đau nhức, đau hốc mắt, cay mắt, chảy nước mắt và dễ lây bệnh cho người khác nên phải ở nhà ít nhất từ 3-5 ngày. Kính thưa quý vị, cảm cúm là vấn đề về đường hô hấp thường gặp trong tiết trời giá lạnh như hiện nay, đặc biệt là những ngày cận Tết. Để có một sức khỏe tốt dù xuân thì chúng ta cần phải giữ gìn sức khỏe cũng như là đường hô hấp, tránh để nhiễm trùng mũi, họng và đôi khi là phổi. Dưới đây là một số phương pháp trị cảm cúm hiệu quả. 1. Sử dụng thuốc. Một số loại thuốc trị cảm phổ biến: paracetamol, aspirin, codeine, natri benzoate có thể hỗ trợ điều trị các triệu chứng cảm cúm. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng thuốc. 2. Uống nhiều nước. Hãy đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể nhờ sử dụng các loại nước lọc, nước trái cây hay đồ uống bổ sung chất điện giải. Uống trà thảo dược với mật ong có thể giúp làm dịu cơn đau họng, đồng thời cũng là một mẹo trị cảm cúm hiệu quả và tránh đồ uống có chứa caffeine. 3. Dùng thức ăn dạng lỏng. Một nghiên cứu đã cho thấy thức ăn dạng lỏng như cháo hoặc súp có thể làm giảm các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp của bệnh cảm cúm. 4. Để cơ thể nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cũng là cách hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng hiệu quả. Bên cạnh đó, đừng thức quá khuya hay ngủ không đủ giấc. Một chu kỳ giấc ngủ hợp lý sẽ giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt. Vậy nên, bạn cần phải ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm khi bị cảm cúm. 5. Tăng độ ẩm môi trường xung quanh. Không khí ẩm sẽ giúp bạn giảm nghẹt mũi và đau họng. Bạn có thể sử dụng máy xông hơi hoặc máy tạo độ ẩm cho không khí trong nhà. Tuy nhiên, bạn nhớ làm vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh để không tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển. 6. Xông hơi. Nếu bạn muốn làm cho đường thở thông thoáng, hãy đun một nồi nước sôi để xông mũi. Bạn có thể thêm một vài giọt tinh dầu bạc hà hay khuynh diệp vào nồi nước để tăng thêm khả năng kháng khuẩn và loại bỏ đờm. 7. Sử dụng túi chườm nhiệt. Chườm khăn ấm lên trán và mũi cũng là một cách tuyệt vời giúp giảm đau đầu hay đau xoang, từ đó giúp chữa cảm cúm hiệu quả. 8. Súc miệng với nước muối. Súc miệng bằng nước muối giúp loại bỏ bớt các chất nhầy tích tụ phía sau cổ họng, đặc biệt khi bạn ngửa cổ lên để súc miệng. 9. Vệ sinh mũi. Để giảm bớt nghẹt mũi và chảy nước mũi, từ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng xoang, bạn nên rửa mũi thường xuyên với dụng cụ xịt rửa mũi tại các nhà thuốc hoặc dùng một chai nước muối sinh lý bình thường. Thưa quý vị, đây là một trong những vấn đề đáng lo ngại khi thời tiết trở lạnh như hiện nay. Vì vậy, mỗi người hãy luôn có ý thức để bảo vệ sức khỏe của mình. Nếu có bất cứ trạng thái nào bất ổn, hãy đến ngay trung tâm y tế để thăm khám hoặc để lại câu hỏi phía dưới phần bình luận. Chúng tôi sẽ kết nối với bác sĩ chuyên khoa tư vấn. Và đến đây thì chương trình Chuyện Sức Khỏe xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.